12 câu chuyện trí tuệ cổ nhân dạy nghe mỗi tối trước khi ngủ để làm chủ cuộc đời. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn có bao giờ tự hỏi làm sao để hiểu đời, hiểu người và làm chủ chính mình? 12 câu chuyện trí tuệ từ cổ nhân sẽ dẫn lối soi sáng tâm trí, giúp bạn vượt qua những lạc lối và khám phá bản thân ở một tầm cao mới. Hãy cùng ngồi lại, lắng nghe để từng bài học ý nghĩa này thấm dần vào tâm hồn, đưa bạn đến với sự bình an và trí huệ. Câu chuyện thứ nhất hãy làm chủ tiền bạc đừng để tiền bạc làm chủ ta khi đức phật còn tại thế một hôm ngài cùng đại đệ tử ananda từ núi thiếu đi xuống kinh thành khất thực đi giữa đường ngang qua một bờ lở ngài thấy một lọ vàng đức phật dừng lại bảo ananda rằng này ananda người có thấy đây là một loài rắn độc không ngài ananda cung kính bạch rằng bạch thế tôn thật là một loài rắn độc đáng sợ hãi có chàng tiểu phu đứng gần nghe vậy tưởng có gì độc thật vội vàng đến xem anh ta đến thấy một chiếc lọ niêm phong cẩn thận bèn mở ra xem toàn vàng là vàng anh ta mừng rỡ cười thầm đức phật và đệ tử của ngài không biết dùng thứ ấy còn cho nó là rắn độc đoạn anh ta cẩn thận hớn hở mang về trước khi đem về anh ta sung sướng la lên rằng tôi xin nguyện con rắn độc này luôn luôn cắn tôi và cắn cha mẹ vợ con quyến thuộc tôi tôi không cảm thấy đau đớn gì hết anh chàng tiểu phu kia trở nên một người trưởng giả giàu có kiêu xa, nào là nhà cửa, ruộng vườn, tôi tớ, bò trâu, xe cộ, cực kỳ sung túc và lộng lẫy. Làng xóm thấy vậy đâm ra nghi kỵ, không biết anh vì sao giàu sang đột ngột như vậy. Tiếng đồn vang đến tai vua A à xà thế. Vua cho sứ giả đến hỏi, có phải được của kín nhà vua chăng? Anh ta ấp úng trả lời, tôi giàu là tôi giàu, tôi cũng không được chi của nhà vua cả. Sứ giả về tâu lại, vua cho gọi đến hỏi. Anh cũng ấp úng trả lời như cũ. Cho là người gian, vua ra lệnh tịch thu gia tài điền sản, bắt anh ta và tất cả bà con quyến thuộc đem đi hành hình. Khi đi giữa đường anh ta khóc lóc, buồn bã và la lớn rằng, Ngài Ananda ơi, thật là một thứ rắn độc, rắn độc nó đang cắn tôi và cắn bà con của tôi đây. Có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đức Phật khi nhìn thấy lọ vàng, đã biết trước đây là nguyên nhân của tai họa về sau vì vàng bạc có thể dẫn động lòng tham của con người mê hoặc con người nhưng chàng tiểu phu thì chỉ thấy cái lợi trước mắt mãi tới khi tai họa thực sự ập đến thì anh ta mới sợ hãi khóc than thời nay có bao nhiêu gia đình mà anh em vợ chồng không nhìn mặt nhau còi nhau như địch chỉ vì cò kẻ tranh nhau ra tài có quan chức chống tội phạm cuối cùng lại bảo kê cho tội phạm vì không cưỡng nổi mê hoặc của kim tiền lại có thanh niên giết người để cướp nữ trang những người này thân ở trong tù hoặc không nhưng tâm họ chắc chắn đã bị cầm tù rồi không phải họ là chủ nhân của tiền bạc mà tiền bạc đã làm chủ họ kỳ thực tiền bạc không nhất thiết luôn mang lại tai họa cho con người như loài rắn độc là họa hay là phúc tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng cho mục đích gì đối đãi chúng với thái độ thế nào nếu tiền bạc chỉ để thỏa mãn lòng tham dục khuếch trương tâm ngạo mạn và ích kỷ thì miệng ăn núi lở phúc phận chẳng thể dài lâu mà ác báo đã trực chờ còn nếu một người giàu có đức hạnh dùng tài vật để bố thí, tạo phước cho chúng sinh, thì chính là đang không ngừng gieo nhân thiện, sẽ hưởng phước lành vô lượng. Kể tiếp câu chuyện về chàng tiểu phu trên, may mắn cho anh vì A xà thế là ông vua tín ngưỡng Phật Pháp. Theo luật vua ban, mỗi khi muốn xử tử một người nào, giữa đường nếu có gì lạ phải trở về tâu lại ngay. Bọn lính nghe chàng ta gọi mãi ngài Ananda, bèn trở về tâu lại vua hay. Vua đoán chắc có chuyện lạ, nên ra lệnh đem anh về. Vua hỏi lại, lần này anh ta mới chịu thưa thật nguyên do được lọ vàng. Nghe xong, vua cảm động ân hóa dụ của Đức Phật và bảo chàng tiểu phu rằng tội người đáng chết, nhưng may duyên gặp Đức Thế Tôn. Ta cũng là người Phật tử, ta phóng thích cho ngươi và bà con ngươi. Người được phép đem ra tài và châu báu về. Người phải đổi tự tâm tu theo thiện nghiệp và hết lòng cung kính cúng dường tam bảo. Chàng tiểu phu được phóng thích, vui sướng vô cùng. Cảm mến ơn Phật được sống chàng về chỉ lo tu phước đức và hết lòng cúng dường tam bảo không bao lâu nhờ công đức và lòng thành kính tu hành anh ta được chứng quả giải thoát câu chuyện thứ hai giá trị của một người chính là ở trí lớn bao nhiêu tâm rộng bao nhiêu một thanh niên tìm đến một cao tăng xin thỉnh giáo thưa đại sư có người khen con là thiên tài sau này ắt sẽ thành sự nghiệp nhưng cũng có người mắng con là ngu đần cả đời sẽ chẳng nên cho chống gì xin hỏi ý kiến đại sư thế con thế nào con tự thấy con như thế nào? Đại sư hỏi lại. Anh thanh niên lắc đầu, mặt ngơ ngác, lòng rối bời, chẳng biết trả lời ra sao. Có lẽ anh chưa từng nghĩ mình là người thế nào, sẽ là người ra sao? Đại sư giảng giải, ví dụ cũng là một cân gạo, với con mắt khác nhau nhìn sẽ thấy giá trị khác nhau. Trong mắt bà nội trợ, một cân gạo cũng chỉ được 8, 9 bát cơm mà thôi. Trong con mắt người nông dân, một cân gạo cùng lắm giá trị 15.000 đồng trong mắt người làm bánh giò thì có thể xay ra làm bánh, sẽ bán được 50.000 đồng. Còn trong mắt người làm bánh đa nem, xay bột tráng bánh, có thể bán được 80.000 đồng. Trong mắt người sản xuất mì chính, có thể tinh luyện ra bán được 120.000 đồng. Nhưng trong con mắt của người làm rượu, lên men, ủ, nấu, với các vị dược thảo, thì bán được 300.000 đồng. Nhưng vẫn chỉ là cùng một cân gạo. Đại sư dừng lại một chút, nhìn chàng trai rồi nói tiếp, con người cũng vậy, cùng là một con người, có người tâng bốc con lên tận mây xanh có người lại dìm con xuống vực sâu nhưng con thử nghĩ xem con chính là con lời nói của người khác có làm cho con tăng thêm hay giảm bớt giá trị đâu chỉ có chính con quyết định giá trị của mình con thành đạt đến mức nào hoàn toàn quyết định bởi con nhìn nhận mình như thế nào chàng trai nghe xong bỗng bừng tỉnh cúi đầu tạ ơn đại sư rồi hăm hở tự tin xài những bước dài trở về lời bàn con người ai ai cũng vậy xuất phát điểm đều gần như nhau khi mới sinh ra, chẳng có gì, thân trần trụi và tay trắng vào đời, cái gì cũng không hay không biết. gia cảnh giàu nghèo, sang hèn cũng chỉ là điều kiện bên ngoài, cũng chẳng thể làm nên giá trị con người. Xung quanh chúng ta có bao nhiêu người sinh ra trong cảnh giàu sang, mà cuối cùng thành kẻ phá ra chi tử, chỉ biết vung phí đốt sạch sản nghiệp cả đời cha mẹ dành dụng, lao tâm khổ tứ mới tích lũy được. Cũng có nhiều tấm gương tay trắng dựng cơ đồ, sinh ra trong nghèo đói, lại trở thành các học giả chứ danh nhà khoa học lừng lẫy hay thương gia đại tài cái làm nên thành công danh tiếng và giá trị của con người nằm ở đức hạnh và tài năng con người sinh ra giữa trời đất tạo hóa sinh ra con người là anh linh của vạn vật là bậc tôn quý trong trời đất cùng trời đất hợp thành tam tài thiên địa nhân do đó phàm là con người ai ai cũng có tài năng người người đều có sở trường sở đoàn mỗi người đều có khuynh hướng bẩm sinh nổi trội. Người thấy được khả năng mình, tự tin và quyết trí dùi mài học tập, rèn rũa tài năng, theo đuổi đam mê, cuối cùng tài năng xuất lộ, thành bậc lương đống quốc gia, giúp dân giúp nước mà công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, tiếng thơm muôn thuở. Người biết tu tâm tính, sống cần kiệm, chất phác, đối nhân chân thật, thiện lương, dùng tâm đại nhẫn để chịu khổ đau mệt nhọc, buông bỏ tâm an giật hưởng lạc tu bỏ ham muốn dục vọng tầm thường, coi nhẹ những danh vọng vinh hoa, chẳng màng lợi lộc trốn hồng trần, đạt cảnh giới của bậc thánh nhân, giác giả, đại trí huệ khai ngộ sáng soi khắp mười phương, siêu thoát khỏi luân hồi, phiêu diêu cùng thần tiên, trường tồn cùng trời đất. Giá trị của một người là bao nhiêu? Là tùy thuộc anh ta trí lớn bao nhiêu, tâm rộng bao nhiêu, mục đích cuộc đời như thế nào, kiên trì nhẫn nại ra sao, để từng bước vượt qua khổ nạn, xuyên qua trở ngại, hướng tới mục tiêu tối hậu của cuộc đời, giá trị của một người, chính bản thân người đó quyết định. Câu chuyện thứ ba, tiểu hòa thượng nấu cơm, trẻ cùi vì sao có thể tu thành chính quả. Tại một khu rừng già, những ngọn núi cao quanh năm suốt tháng được mây xanh che phủ như chốn bồng lai tiên cảnh. Trên một đỉnh núi, có một ngôi chùa nhỏ, trong chùa có các tăng nhân cùng nhau tu hành. Trong đó, có một lão hòa thượng và một chú tiểu là hai người thường khiến người khác phải để mắt. Mỗi lần lão hòa thượng xuống núi hóa duyên là chú tiểu lại theo gót phía sau. Hai người đi đâu cũng như hình với bóng. Không biết tiểu hòa thượng đã bao nhiêu tuổi, nhưng chú còn nhỏ mà đã xuất gia tu đạo với lão hòa thượng nhiều năm như vậy, thì cũng đủ thấy tiểu hòa thượng này là người rất có thiện căn, chẳng phải bậc phàm nhân bình thường. Bình thường ở trong chùa, chú phụ trách công việc bổ củi gánh nước, nấu cơm quét chùa, chú không hề than vãn mà còn vui vẻ sớm tối chuyên cần. Một hôm, tiểu hòa thượng đang cầm chổi quét dọn Phật đường, đột nhiên tâm trí linh thông, chú nhìn vào tượng Phật trên Phật đường nghĩ, mình đã theo sư phụ tu hành thời gian dài như vậy, hàng ngày đều tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền đả tọa, nhưng rút cuộc, Phật là gì? Tiểu hòa thượng nghĩ vậy liền bỏ trổi xuống đến phòng thiền tìm sư phụ thỉnh giáo. Lão hòa thượng nghe xong từ bi đáp, Phật chính là người giác ngộ, ngài ở trong nơi hôi bẩn nhưng lại chẳng bị nhiễm bẩn, ngài ở trong cảnh khó khăn nhưng lại không hề gặp trở ngại, ngài không cần động chân nhưng cũng có thể bước đi không cần đốt đèn nhưng có thể phát ánh sáng quang tiểu hòa thượng nghe xong vui sướng hỏi vậy làm sao mới có thể tu thành lão hòa thượng cười đáp năng hành việc thiện tránh làm điều ác ý niệm thuần tịnh tự nhiên tất thành tiểu hòa thượng nghe xong thành khẩn đáp thưa sư phụ con sớm đã nghe qua những lời này rồi chỉ là sư phụ có thể đích thân chỉ dạy rõ hơn cho con được không lão hòa thượng nghe xong liền hỏi vậy ta hỏi con hàng ngày con làm những việc gì tiểu hòa thượng đáp ví như là chúng ta xuống núi hóa duyên có người mắng sư phụ sư phụ không tức giận con cũng học theo sư phụ mà làm như vậy nếu như có người mắng con con cũng không tức giận sư phụ thích giúp đỡ người khác con cũng vui vẻ học cách giúp người lão hòa thượng thở dài nói ta dạy con học phật chứ không phải kêu con học ta mà cho dù con có thể mô phỏng mọi việc ta làm nhưng con có thể mô phỏng được tâm ta không nhẫn nhịn chịu đói lòng không oán thán tiểu hòa thượng nghe xong bất giác cười ồ cái này thì thật là khó lão hòa thượng nghe vậy liền bảo chú quay mặt vào tường ngồi tĩnh tọa suy xét bản thân vậy là chú ngồi đó tĩnh tọa một ngày khi đang tĩnh tĩnh ngồi tọa đột nhiên chú nghĩ tạo sao không có người đưa cơm đến cho mình nhỉ có lẽ sư phụ già rồi nên quên tiểu hòa thượng nghĩ vậy nên cũng không hề tức giận mà tiếp tục ngồi đó tĩnh tọa tuy nhiên sang ngày thứ hai vẫn không có ai đến đưa cơm Tiểu Hòa Thượng lại nghĩ, đây chắc là sư phụ khảo nghiệm mình, muốn rèn luyện ý chí của mình, sư phụ yêu thương mình như vậy, mình càng phải cố gắng hơn nữa, không thể oán giận. Tiểu Hòa Thượng lại càng thêm phần tinh tấn để đền đáp tấm lòng sư phụ. Lão Hòa Thượng lặng lẽ bên ngoài quan sát, thấy chú tiểu tĩnh tâm ngồi đả tọa ở đó không hề tức giận, bèn gật đầu nghĩ, có thể không sinh tạp niệm, không nhìn cái sai của chúng sinh, tự khắc sẽ rời xa được trở ngại của ma chướng, thật là tốt. Lão Hòa Thượng gọi Tiểu Hòa Thượng xuất định nói, ta thấy con chính niệm đủ đầy, ngay cả một chút tư duy nhỏ cũng không rơi vào nghiệp chướng, oán giận thị phi. Tâm con có thể thanh tịnh như vậy rồi, vậy con đi theo ta đến đây. Tiểu Hòa Thượng nghe sư phụ nói vậy liền đứng dậy đi theo. Lão Hòa Thượng dẫn Tiểu Hòa Thượng đến một căn phòng thiền, Tiểu Hòa Thượng thấy trên bàn để một bát cơm, một cốc trà nóng, một chiếc áo tăng nhân, một đùi đũa và ba đồng tiền. Lão Hòa Thượng nói, hôm trước con hỏi ta phải nên tu hành thế nào, nên hoàng pháp ra sao? Bây giờ ta sẽ đưa con ba đồng tiền, còn hãy tự mình xuống núi hóa duyên, lĩnh ngộ huyền cơ trong đó. Trân trọng cơ duyên, buông xả ác niệm. Sau khi tiểu hòa thượng xuống núi, trên đường hóa duyên gặp một người ăn mày, người ăn mày xin mãi mà chẳng thấy ai cho. Tiểu hòa thượng nghĩ đức ở thế gian quả là hiếm thấy, thế gian bao người như vậy mà không gặp được lấy một người có lòng sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng mình là một tăng nhân tự lo cho mình còn chẳng xong thì sao có thể giúp người ta được. Tiểu hòa thượng nhịn đói hai ngày, không ăn không uống. Đối với người ăn xin tuy có lòng thương xót nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành rời đi. Tiểu hòa thượng đến một khu phố, mua hai cái bánh bao, cầm hai cái bánh trên tay, nghĩ bụng, mình ăn còn chẳng đủ, nhưng vẫn không đành lòng ăn một mình nên quyết định bố thí một cái vậy. Nhưng rồi tiểu hòa thượng lại nghĩ, thời gian như nước chảy qua cầu, chớp mắt một cái vạn vật đã là vô thường, lần này gặp rồi nhưng lại không giúp người ta lần sau chưa chắc đã còn cơ hội không ai có thể đợi mình được mãi đợi đến khi mình chuẩn bị được đầy đủ rồi thì cũng chưa chắc họ đã quay lại tuy bây giờ ta rất đói nhưng gặp một người ăn xin lại tiếc thức ăn tiếc tiền tài không thể buông xả nhân tâm mà bố thí đây chẳng phải là tâm bệnh sao mình nên điều trị cái tâm của mình trước hơn nữa thân thể này đây sớm muộn cũng phải bỏ trở về cát bụi nhưng cái tâm hướng thiện cậu đạo này thì không thể nào hủy bỏ đi được nghĩ như vậy nên tiểu hòa thượng cũng không còn thấy đói nữa ngược lại lại thấy tinh thần sung mãn sức khỏe tràn đầy vậy là tiểu hòa thượng đem tất cả thức ăn bố thí cho người ăn xin phật tính soi sáng ngộ đạo đề cao vì phật tính soi sáng tiểu hòa thượng chìm đắm trong trường năng lượng từ bi hòa ái thân tâm thoát tục bất giác chú đi đến bên sườn núi lúc nào cũng chẳng hay biết đang lúc thân tâm hòa ái tinh thần hứng khởi, đột nhiên chú bị một con bướm bay ngay vào mắt, đau điếng. Tiểu hòa thượng một mặt cố chịu đau, một mặt nghĩ, mình đã phát đại nguyện tu luyện thành Phật, nếu như chỉ vì một con bướm nhỏ nhoi này mà khiến mình tức giận, tự mình còn chưa thể độ cho mình, nói gì đến độ chúng sinh. Mình không những không được tức giận mà còn cần phải thay nó cầu nguyện, hy vọng nó không vì mình mà bị tổn thương. Nghĩ xong như vậy, chỗ đau của tiểu hòa thượng cũng từ từ theo tâm tính mà vơi hết, tâm cảnh của chú lại thăng lên một tầng cao mới. Mình không nên vì con bướm nhỏ nhoi mà xem thường nó được. Rất có thể nó vì giúp mình tu thành Phật quả mà xuất hiện. Sau này, nếu như có gặp tình cảnh tương tự, mình cần phải vui vẻ mà tiếp nhận, dùng lòng cảm ơn họ mà tiếp nhận nó. Nguyên nhân tất cả chúng nó đều vì mình mà đến. Lão Hòa Thượng theo dõi từ xa, thấy Tiểu Hòa Thượng đối với sự việc thế gian đã minh bạch tỏ tường. Một người mà có niệm đầu thiện lương thì có thể đặt chúng sinh ở vị trí trước tiên tâm luôn thuần khiết không có quan ngại tinh tấn bước lên động lực cũng từ đó mà không ngừng tăng lên tiểu hòa thượng trở về chùa cung kính hành lễ với sư phụ chú nói sư phụ con minh bạch những điểm hóa của mấy thứ đó rồi khi con gặp người ăn xin thì cần bố thí cơm nước gặp người nghèo thì cần bố thí tiền tài và y phục gặp người bị thương thì cần kịp thời trị liệu tất cả những gì con có cũng đều là vì để tạo phúc cho chúng sinh luôn sẵn sàng buông xả nó đi mọi người nghe xong đều cảm thấy những lời tiểu hòa thượng nói thật là tâm phục khẩu phục tuy nhiên lão hòa thượng lại chẳng nói chẳng rằng mà viết cho chú bốn chữ lên giấy nhất vô thị xứ, chẳng có gì tốt rồi đứng dậy rời đi mọi người nhìn thấy đều không hiểu tại sao tiểu hòa thượng rất nghi hoặc rõ ràng đây là một ngày sán lạn sao sư phụ lại nói vậy chú lại bắt đầu suy nghĩ sư phụ luôn lấy từ bi hòa ái đối đãi người khác đối với mình lại càng như vậy lẽ nào mình đã nói sai điều gì đó Chú suy nghĩ hồi lâu, xem xét lại tâm thái của mình, khẩu khí nói chuyện, đột nhiên phát hiện, ồ, thì ra từ đầu đến cuối mình đều theo đuổi cảm nhận của mình, phải ngộ thế nào, phải làm ra sao, vẫn không bằng thực tế tu một cách chân chính cái tâm mình. Sư phụ không phải là tức giận mình, mà là đang khảo nghiệm mình. Sư phụ hy vọng mình không chỉ là tu cái miệng Bồ Tát mà còn hy vọng mình tu thực vững chắc cái tâm này. Nghĩ lại những gì lúc trước mình nói với sư phụ, tiểu hòa thượng ngộ được rằng trên bề mặt thì không có gì là sai, nhưng trong tâm mình lại không thật sự thuần khiết. Nguyên nhân chính là bởi mình muốn mọi người nhìn thấy trái tim mình thuần khiết, thiện lương, tử bi thế nào. Đạo đức, hàm dưỡng của mình chỉ cao thâm có vậy, mình không thể nghĩ như vậy được. Khi mình khởi tâm kiêu ngạo, cũng là lúc mình rời xa với cảnh giới thuần tịnh, cũng chính là lúc tâm mình nhất vô thị xứ rồi. Lão Hòa Thượng đứng đó từ khi nào không ai hay biết, gật gật đầu tự nhủ, tâm thân đã thanh tịnh rồi không còn ý niệm ô nhiễm phàm trần nữa, có thể thời thời khắc khắc tu bỏ tạp niệm, đem thiện niệm đặt nên vị trí hàng đầu, đủ để tiến vào cảnh giới Phật quốc. Ngay lúc này, trước mắt tiểu hòa thượng đã không còn là cảnh giới lầu các chốn trần gian nữa, trước mắt chú đã là thế giới Phật quốc, lấp lánh ánh sáng vàng kim. Chú thấy mình ngồi trên đài sen trói lọi, tự do tự tại phiêu đáng bay lên. Câu chuyện thứ tư, say mà ngộ đạo kìa say tỉnh, tỉnh mà tranh đoạt ấy tỉnh say trong Phật giáo có giảng, Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới. Con người một khi muốn tu luyện thì bất kể ai nhìn thấy cũng đều muốn giúp đỡ người ấy, giúp một cách vô điều kiện. Nghĩa là người ấy đã xuất ra Phật tính, điều ấy quả thật trần quý. Ở kỳ viên tịnh xá, sau khi giảng pháp cho chư Tăng và cư sĩ khắp nơi tụ về, Đức Thế Tôn vào hương thất an nghỉ. Vừa đặt lưng xuống, ngài bỗng nghe tiếng đập cửa ầm ầm rồi tiếng la ó lè nhẹ của một gã phàm nhân nào đó có vẻ như y đang say rượu. Đức Thế Tôn nhủ thầm, kẻ say này có lẽ thừa lúc cổng mở, đã lẻn vào tịnh xá. Ở bên ngoài, kẻ say kia vẫn vừa đập cửa vừa la lớn. Ông Phật ơi, ông Phật, cho tôi làm Phật với, cho tôi làm Phật đi mà. Tôi cũng muốn, muốn, làm Phật, khà khà, bộ chỉ mình ông là làm Phật được thôi à. Đức Thế Tôn ngồi dậy, ra mở chốt cửa, thấy một gã say dơ giấy, y phục tả tơi, Ngài động lòng chắc ẩn gọi thị giả A Nan. "Này, A Nan, ông tắm rửa, cạo tóc và thay cho vị thí chủ này một bộ y phục sạch, rồi tìm cho anh ta một chỗ nằm nghỉ." A Nan vâng lệnh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cạo tóc vật y, gã say được đưa đến một gốc cây im mắt trong tịnh xá. Gã đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau mà chẳng cần biết đến có trời đất sao chăng gì ở trên kia sất. Khi tỉnh dậy, hắn bỡ ngỡ nhìn quanh thấy toàn thầy tu mặc áo vàng đi đi lại lại vào ra tất bật trông đến hoa cả mắt. Thốt nhiên hắn giòm lại mình, thấy cũng đang mặc y phục tăng nhân, lại sờ tay lên đầu thấy trụi lùi, cảm giác như gió đang lùa mát đến tận óc. Hắn kinh hoàng quá. Thốt nhiên hắn giòm lại mình, thấy cũng đang mặc y phục tăng nhân, lại sờ tay lên đầu thấy trụi lùi, cảm giác như gió đang lùa mát đến tận óc. Hắn kinh hoàng quá. Không còn biết mình là ai, vội vàng quính quáng co giò bỏ chạy một mạch ra phía cổng các tỳ kheo chạy đuổi theo bắt lại, nhưng một số khác biết chuyện đã ngăn cản. Này, chư hiền, cứ để mặc cho hắn chạy đi. Hắn chỉ là một gã say, hôm qua thế tôn bảo tôn giả an an tắm rửa, cạo tóc đắp y vào cho hắn đấy. Thật thế sao? Tại sao Đức Thế Tôn làm chuyện lạ nhỉ? Biết hắn say mà vẫn tiếp duyên cho hắn xuất ra. Hãy để hắn đi cho khuất, rồi chúng ta sẽ đến thỉnh giáo Đức Thế Tôn về việc này. Thế là họ kéo nhau đến hương thất Đức Phật mà bạch hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không hiểu vì nguyên nhân gì mà ngài lại tiếp duyên cho một gã say như thế. Xin đấng thiện thế khai thị cho chúng con ạ. À. Này các tỳ kheo, các ông dường như đang trách ta vì đã tiếp duyên tu hành cho một gã say, nhưng ta hỏi các ông, trong lúc hắn say, tại sao không cầu chuyện gì khác mà lại cầu được làm Phật? Như thế là hắn đã gieo một cái nhân tốt đẹp, ta phải tiếp duyên cho hắn, vì ta không hẹp gì mà không cho hắn phát nguyện làm Phật. Và lại, có bao nhiêu người tỉnh mà đâu có biết cầu được làm phật như hắn vậy thì ai tỉnh ai say huống chi hắn có uống rượu vào mà say thì bất quá chỉ say vài canh giờ rồi tỉnh lại cho nên bệnh say của hắn thì ta đây không cho là trầm trọng trái lại có biết bao nhiêu kẻ trên thế gian này dù không uống rượu mà vẫn say không phải say vài canh giờ như hắn mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh hỡi ôi cái bệnh say đó say trong vô minh say trong thất tình lục dục say trong danh lợi phồn hoa, say trong bon chen nhân thế ấy, ta mới gọi là một chứng bệnh trầm kha. Chiều lại buông, bóng tà dương tịch mịch, từng đoàn cư sĩ hành hương và lữ khách du cảnh núi non, viếng thăm tịnh xá lục tục rời trốn thanh nhàn trở về nhân thế. Này tâm tư chịu nặng, này gối mỏi chân chùn lết thép xuôi theo từng bậc đá. Chẳng ai thèm để ý đến một người đàn ông vận bộ tăng phục mới tinh vẫn còn nguyên nếp gấp đang rào bước phăm phăm, vượt lên từng bậc đá dốc đứng đi ngược hướng cả đoàn người mà tiến về nơi đỉnh núi. Phía xa xa mái tam quan của kỳ viên tịnh xá ẩn hiện thấp thoáng sau làn khói mây màu lam tím, tiếng chuông chiều ngân nga. Quả đúng là, say mà ngộ đạo, kìa say tỉnh, tỉnh mà tranh đoạt, ấy tỉnh say. Xưa này danh lợi nào theo mãi, nhắm mắt luân hồi tay trắng tay, bén duyên đại pháp, tu theo pháp, không uổng cơ duyên một kiếp này. Câu chuyện thứ năm, chết có phải là hết? câu chuyện của ngũ tổ thiền tông sinh lão bệnh tử là quy luật của sinh mệnh con người so với lão bệnh thì sinh và tử có lẽ vẫn là điều vô cùng thần bí mà con người luôn muốn tìm hiểu xưa nay người ta vẫn luôn hoài nghi rằng chết có thực sự là sự kết thúc vĩnh viễn của một sinh mệnh có luân hồi chuyển kiếp hay không ý nghĩa của luân hồi chuyển kiếp là gì khi sinh mệnh kết thúc linh hồn hay nguyên thần của một người sẽ rời khỏi thân thể và sẽ một lần nữa xuất hiện ở một sinh mệnh khác quá trình này được gọi là luân hồi nghiệp lực là nguyên nhân sinh ra luân hồi và mỗi một lần luân hồi cũng đều là vì cân bằng đức và nghiệp lực trong quá trình chuyển thế hết lần này đến lần khác sinh mệnh sẽ không ngừng hoàn thiện mình nếu như một sinh mệnh trong quá trình này không ngừng hoàn trả nghiệp lực và tích đức thì sinh mệnh ấy sẽ trở nên càng ngày càng thuần khiết và tốt đẹp hơn khi sinh mệnh có thể đồng hóa với đặc tính của vũ trụ thì sẽ có thể thăng lên trên nhan chi thôi nhà văn nhà soạn nhạc ủng hộ phật giáo cho rằng bởi vì trí nhớ của con người bị niêm phong lại nên đại đa số người ta không nhớ được kiếp trước của mình cũng không cách nào biết được tương lai của bản thân mình vậy rốt cuộc con người có luân hồi chuyển kiếp hay không hãy cùng tìm câu trả lời qua câu chuyện của ngũ tổ thiền tông được kể lại trong hoàng nhẫn tái lai đồ của vị sư họa sĩ thời nhà nguyên nhân đà la hoàng nhẫn là thiền sư nổi tiếng ở trung quốc là vị tổ thứ năm của phái thiền tông ông là người huyện hoàng mai tỉnh hồ bắc có câu chuyện ghi chép về ông kể rằng hoàng nhẫn vốn là người tu đạo tên là tài tùng ở trên ngọn núi phá đầu sinh thời ông từng có lần hỏi tứ tổ đạo sư đại tín tôi cả đời này không còn mưu cầu điều gì hết chỉ một lòng hướng phật nhưng tôi lại không biết đại đạo của phật thiền ngài có thể thuyết giảng cho tôi nghe được không tứ tổ đạo tín nói ta thấy tuổi của ông cũng đã già rồi cho dù có thể nghe đạo chỉ e ông cũng không có đủ thời gian mà phổ rộng nó với chúng sinh thế thì có ích gì đâu nếu kiếp sau ông đầu thai đến đây thì ta có thể chờ ông thiền sư tài tùng nghe xong lời này liền hạ quyết tâm muốn được nghe tứ tổ giảng đạo lúc ông đi đến bờ sông nhìn thấy một cô gái đang giặt quần áo ông liền vái chào và hỏi không biết thí chủ có thể cho tôi tá túc ở nhà thí chủ được không cô gái nói việc này ngài phải hỏi cha và anh cả của tôi mới được vị thiền sư nói ta cần thí chủ đồng ý trước rồi mới đi hỏi họ được. Cô gái liền đồng ý với đề nghị của vị thiền sư. Thiền sư vô cùng mừng rỡ và đi về phía núi phá đầu. Mấy tháng sau, cô gái bỗng nhiên có thai. Cha mẹ cô gái vô cùng hổ thẹn với làng xóm, ra sức cha hỏi cô xem chuyện gì đã xảy ra. Cô gái không nói được rõ ràng sự tình nên bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì không còn nhờ cậy được vào ai, cô gái đành làm việc dệt vải và một số việc vặt cho những người đồng hương để kiếm sống về sau cô gái sinh hạ được một bé trai đứa trẻ này vô cùng kỳ lạ khác hẳn với những đứa trẻ khác vì vậy cô gái đem đứa bé vứt bỏ xuống một con mương ngày hôm sau cô gái nghĩ lại thấy vô cùng lo lắng sốt ruột nên lại ra mương xem xét không ngờ đứa bé ấy không những không bị chết đuối mà toàn thân còn không bị ướt đáng yêu vô cùng cô gái kinh hãi liền ôm lấy đứa trẻ và từ đó dốc lòng nuôi dưỡng thời gian trôi qua khi đứa trẻ lớn hơn một chút thì hai mẹ con liền đi ăn xin để kiếm sống qua ngày hàng xóm láng giếng đều gọi cậu bé là đứa trẻ không có họ về sau hai mẹ con họ gặp một vị trưởng giả có học vấn uyên thâm vị trưởng giả thấy dáng dấp khác người của cậu bé thì kinh hãi nói đứa trẻ này chỉ còn thiếu bảy loại tướng trong ba hai tướng như lai cho nên không bằng được như lai nhưng nếu so với người thường thì thật hơn không biết đến mấy ngàn lần một hôm tứ tổ đạo tín có việc đi qua huyện hoàng mai trên đường gặp cậu bé này ông thấy cậu bé có tướng cốt xuất sắc hiếm thấy không giống những đứa trẻ bình thường khác liền hỏi này cậu bé cậu họ gì cậu bé trả lời họ thì có nhưng không phải họ bình thường đại sư đạo tín hỏi lại là họ gì cậu bé lớn tiếng trả lời phật tính đại sư đạo tín vô cùng kinh ngạc thầm khen ngợi đứa trẻ này thật là thông minh nhanh nhẹn giỏi biện luận đứa trẻ không nói ra họ của mình chắc chắn là có nỗi khổ gì đó thế là ông lại hỏi cậu bé chẳng lẽ cậu không có họ sao cậu bé vẫn ung dung đối đáp họ vốn cũng chỉ là thứ hư ảo không có ý nghĩa gì thực sự cả cho nên tôi không có lúc này đại sư đạo tín cho rằng cậu bé này là người có căn cơ tu phật có thể phổ truyền phật đạo thế là ông liền cử người đến nhà cậu bé thỉnh cầu mẹ của cậu bé chấp thuận cho con trai được xuất gia tu hành mẹ của cậu bé sớm đã hiểu rõ được ngọn nguồn về sự ra đời của con trai mình nên lập tức đồng ý không một chút do dự bà còn nói với cậu bé rằng con vốn chính là đệ tử của phật bây giờ con nên đi theo sư phụ của mình thôi cậu bé từ ấy theo đại sư đạo tín tu hành và sau này trở thành ngũ tổ của thiền tông lấy pháp danh là hoàng nhẫn câu chuyện thứ sáu cả đời đeo đuổi ảo mộng nào khác chi bầy khỉ vớt trăng đáy giếng trong tiểu thuyết vĩ đại tê không Ây du ký Tôn Ngộ Không vốn là con khỉ nứt ra từ tảng đá, tính khí ngang tàng bạo ngược, trải qua quá trình tu luyện gian khổ, trừ bỏ ma tính của bản thân mà chứng đắc Phật quả. Theo Phật giáo và Lão giáo, loài vượn, khỉ vốn lăng xăng, nhảy nhót, truyền leo không chịu ngồi yên, tượng trưng cho cái tâm của con người cũng lao sao, tơ tưởng chuyện này, nhớ nhung chuyện nọ, dao động giữa thiện ác, trong chớp mắt di chuyển giữa thiên đàng và địa ngục. Tác giả Ngô Thừa Ân cũng hay sử dụng từ tâm viên, tâm con vượn, để nói về tôn ngộ không. Loài khỉ cũng từng xuất hiện không ít lần trong chuyện cổ Phật ra với ngụ ý sâu xa thâm thúy. Một, Chúa khỉ mò trăng, viên hầu chóc nguyệt. Chuyện kể rằng, ngày xưa, trong khu rừng vắng vẻ có một bầy khỉ 500 con sinh sống và lập nên một quốc gia riêng. Con khỉ đầu đàn được làm viên hầu vương, là chúa của tất cả. Trong vương quốc khỉ đó có một cây du ra lớn, cành lá tỏa dập tứ bề, dễ buông từng chùm đong đưa, trong lòng cây đa có vị thần thiêng được gọi là thụ thần cạnh gốc cây có một cái giếng sâu thẳm nước lặng tờ uống mát ngọt một tối một con khỉ ngó cổ nhìn xuống đáy giếng rồi hét toáng lên trăng rơi xuống giếng mất rồi chết mất thôi cả đàn súm lại xôn xao lo lắng viên hầu nói hôm nay trăng chết rơi xuống đáy giếng rồi chúng ta phải cùng nhau vớt trăng lên không thể để thế gian chìm trong đêm tối được cả đàn nghe khỉ chúa nói liền đồng thanh rối rít làm sao được, làm sao được. Giếng thì sâu, chúng mình chân thì ngắn, tay thì ngắn. Con khỉ chúa ấy mới nói, ta biết cách bày cho, ta nắm lấy cành cây, các người nắm lấy đuôi ta, cứ thế đứa này nắm đuôi đứa khác mà nối nhau, như cái dây thòng xuống, nghe chửa, phải vớt trăng lên cho ta. Lũ khỉ nghe như cười tấm lòng, chúng hăng hái nắm đuôi nhau thành một chuỗi dài, choe choé bảo nhau níu cho chắc, túm thật chặt, nhưng khổ nỗi, cái giếng sâu hun hút, chúng nối mãi vẫn chưa đến nơi bỗng nhiên rắc 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 cành cây nhỏ quá không tài nào chịu nổi nên gãy luôn lũ khỉ cả đàn rơi tùm xuống đáy mà chết lúc đó thần cây bèn đọc bài kệ rằng ngu sao lũ khỉ dại khờ theo nhau mà chết sau bờ giếng khơi khổ đau thì chuốc lấy thôi làm sao cứu đặng muôn người thế gian năm trăm con khỉ trong câu chuyện trên không có trí tuệ để phân biệt thực hư tưởng hư là thực xem ảo ảnh là chân lý, rồi cố chấp đuổi theo cái ảo vọng đó, lại còn xúi dục nhân quần nối nhau kiếm tìm ảo ảnh của chính mình, chung cuộc tự kết liễu đời mình dưới đáy giếng. Phật gia cho rằng cõi người là cõi mê, những lợi ích hiện thực bày trước mắt con người kỳ thực đều là huyễn tượng. Là huyễn tượng hay không? Có người tin, có người cảm thấy khó tin. Nhưng có một điều ai cũng nhận thấy là danh vọng, tiền tài, quyền lực, tình cảm, vân vân đều không thể mang theo khi lìa đời. Nếu vì chúng mà tranh mà đấu, hao tâm tổn trí, tạo nhiều ác nghiệp, thì có khác gì bầy khỉ mò trăng đáy nước đâu. 2. Chín con khỉ xấu ác trong giấc mơ của vua Kriki. Có một vị vua là đệ tử thuần thành của Đức Phật Ca Diếp, Katsuzapa, Đức Phật quá khứ thứ sáu, Đức Phật thứ bảy là Phật Thích Ca. Trong bản kinh mang tên thủ hộ quốc giới chủ Đà La Ni Kinh, vua Kriki lo lắng vì những giấc mơ của mình và xin Đức Phật Ca Diếp làm sáng tỏ giúp một trong những giấc mơ của vua liên quan đến mười con khỉ chúng sống với nhau trong cùng một đàn chín con trong số chúng thường quấy nhiễu dân chúng trong thành phố bằng việc trộm cắp đồ ăn thức uống của họ còn thứ mười không tham gia với chín con kia và bằng lòng với những gì ít ỏi mà nó có được vì điều này chín con khỉ khác đã tẩy chay nó đức phật ca diết giảng giải rằng giấc mơ tượng trưng cho những điều kiện của thế giới phật giáo mà nó sẽ thịnh hành sau khi đức phật lịch sử nhập diệt mười con khỉ tượng trưng cho mười hạng tăng sĩ con khỉ bị tẩy chay là người có ít tham dục và biết bằng lòng tượng trưng cho hàng tăng sĩ chân thực người tìm cầu pháp chín hạng tăng sĩ khác được tượng bằng những con khỉ tham lam sẽ vu khống vị tăng sĩ chân thực với người cai trị và các đại thần của nhà nước họ buộc tội vị tăng sĩ chân thật thực, thực hiện những hành vi xấu ác và vi phạm giới luật kết quả là người cai trị trục xuất vị tăng sĩ chân thật đó và giáo huấn của đức phật lịch sử sau đó sẽ biến mất những tăng sĩ này có những động cơ thầm kín khác nhau chẳng hạn như mong muốn danh lợi. Kinh Phật cũng ghi lại cuộc đối thoại giữa Phật Thích Ca và Ma Ba Tuần như sau. Ba Tuần bèn nói, thời kỳ mặt Pháp căn tánh chúng sanh ngày càng kém, không có năng lực biện biệt được đúng sai, không có năng lực biện biệt được thiện ác, đương nhiên càng không có năng lực biện biệt được thật giả. Ta vào lúc này, sai ma con, ma cháu của ta thầy đều xuất ra, khoác áo cà sa của ông để diệt Phật Pháp của ông. Phật Thích Ca Mâu Ni nghe xong chẳng nói một câu nào, chỉ biết rơi lệ nay đã là thời mạt pháp loạn thế để phân biệt được thiện ác thật giả chính tà thật không dễ dàng không thể nhìn hình thức tôn giáo để nhận định vì chiếc áo không làm nên thầy tu cũng không thể nghe theo những lời đồn đại vì khi cái chính xuất hiện thì cái tà sẽ lần lượt xuất động phỉ báng chính pháp cản trở con người theo chính lộ kinh phật dự ngôn về một vị phật tương lai sẽ hạ thế độ nhân và chỉ có những người có tâm hồn lương thiện mới có thể nhận ra ngài câu chuyện thứ bảy lỡ tiên duyên vì chưa dứt nghiệp trần một cơ hội hiếm có để bước vào tiên giới nhưng lại bị lỡ mất chẳng phải là đáng tiếc lắm sao không phải lỡ cơ hội đó ấy là bởi vì nghiệp trần còn chưa đoạn lỡ hẹn với ông lão bán bánh chàng thư sinh để vụt mất tiên duyên vào thời nhà thanh có một vị quan thường rất xúc động kể lại cho mọi người về câu chuyện lạ mà ông đã đích thân trải qua với niềm tiếc nuối khôn nguôi bởi ông đã để lỡ mất một cơ duyên đáng quý trong đời mình vị quan này khi còn trẻ là một thư sinh khôi ngô tuấn tú chăm chỉ học hành mỗi lần ra ngoài thường đi ngang qua một khu chợ chàng thư sinh đều mua mấy miếng bánh gạo của một ông lão bán bánh một ngày kia chàng lại ghé và mua bánh nhưng ông lão đã nghỉ không bán nữa ông lão giữ chàng ngồi lại nói tôi thấy cậu thần khí sáng sủa không phải là hạng phàm phu tôi có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ cậu có thể nhận lời tôi không chàng hỏi là chuyện gì ông lão bán bánh nói xin cậu hãy ngủ trọ ở đây một hôm đến tối tự cậu sẽ biết. Chàng thư sinh thầm nghĩ bản thân mình vẫn còn mẹ già, nếu về nhà muộn, mẹ già sẽ tựa cửa chờ mong, làm sao cho phép mình ngủ lại đây. Thế là chàng đã từ chối, ông lão bán bánh thở dài, duyên phận còn chưa đến thôi. Ngày hôm sau, chàng đi ngang qua tiệm bánh của ông lão, thấy rất nhiều người đang vây xem, tò mò không biết chuyện gì, cũng chen vào xem thử. Thì ra ông lão bán bánh đã qua đời rồi, trong lòng chàng không khỏi cảm thấy buồn thương cho ông lão về nhà chàng kể cho mẹ và cũng kể lại cuộc nói chuyện với ông lão bán bánh người mẹ cảm thấy sự tình kỳ quái nên thấy vô cùng may mắn bởi con trai không nhận lời hẹn của ông lão mười năm sau chàng thư sinh đã thi đậu tiến sĩ được bổ nhiệm vào viện hàn lâm một ngày nọ chàng xin phép trở về quê nhà tế bái tổ tiên trước lúc lên đường đỗ thuyền ở bờ sông chàng lên bờ tản bộ không ngờ đã đi một quãng xa lúc này bỗng có một người từ trong rừng đi ra nói rằng cậu không đến có lẽ sẽ còn tốt hơn chàng nhìn kỹ thì ra là ông lão bán bánh chàng kinh ngạc hỏi sao ông lại ở đây ông lão bèn kéo tay chàng ngồi xuống dưới một gốc cây cười nói chắc cậu tưởng rằng tôi đã thành quỷ rồi đừng sợ tôi sẽ nói rõ với cậu lúc đầu sỡ dĩ tôi hẹn cậu là cho rằng cậu có cốt cách phi phàm nhưng tiếc là cậu trần duyên chưa dứt thật ra tôi xưa nay một lòng hướng đạo chỉ đáng tiếc là trước đây chưa từng gặp được chân nhân độ hóa nhưng trong vô minh tôi đã biết vào cái đêm cậu không đến hẹn đó sẽ có cơ duyên thành tiên hãy nói về đêm hôm đó tôi còn chưa ngủ say thì nghe thấy ngoài đường có tiếng bước chân đi lại không ngớt thế là tôi bỏ dậy nhìn trộm qua khe cửa sổ nhìn thấy rất nhiều thần tiên với đủ loại hình dạng khác nhau đang quét dọn đường và nói với nhau rằng chân nhân sắp đến miếu nhạc rồi không thể chậm trễ nữa lúc đó tôi nghĩ rằng cơ duyên đã đến rồi lập tức len lén đi ra cửa sau từ một con hẻm hẻo lánh đi vòng một quãng đường dài, cuối cùng đã đến miếu nhạc. Chỉ thấy trước miếu trống không, đi ra sau miếu cũng không thấy có gì cả, chỉ thấy một người ăn mày áo quần rách dưới, trông có vẻ gầy còm đói khát lắm, nằm ngủ say ở giữa bậc thềm, gọi thế nào cũng không dậy. Tôi biết người ăn xin này chính là vị chân nhân sắp đến miếu nhạc mà chúng thần tiên nói đến, tôi liền quỳ ở bên cạnh ông ta chờ đợi. Rất lâu ông ấy mới tỉnh lại, hỏi tôi làm gì, tôi dập đầu xưng ông ấy là chân nhân, cầu xin ông ấy cứu độ tôi, vị chân nhân tức giận, mắng chửi lăng nhục tôi đủ điều, tôi vẫn như cũ, cung kính không thay đổi chân nhân đứng dậy, vừa mắng vừa bỏ đi, tôi liền đi theo ông ta không rời, sau khi ra khỏi miếu nhạc, vị chân nhân đó mắng chửi còn thậm tệ hơn, tôi trước sau vẫn không rời khỏi ông, vị chân nhân thế là không còn mắng chửi nữa, dạo bước như bay, tôi cũng chạy vội theo sau, chính là không rời ông một bước nói ra cũng kỳ lạ, lúc này sức chân của tôi lại đi nhanh như bay lại không hề cảm thấy mỏi trong nháy mắt, chúng tôi đi vào một ngọn núi sâu, vị chân nhân đó bám vào dây leo, nhanh thoăn thoắt, tôi cũng không có chút sợ sệt hoặc nản chí, vẫn một lòng muốn đi theo vị chân nhân. Leo đến đỉnh núi, chỉ thấy có một cây cầu khỉ thông thẳng đến ngọn núi bên kia, cách ngọn núi bên kia đến mấy trượng, phía bên dưới là vực thẳm. Vị chân nhân quay đầu lại nói với tôi rằng, lòng thành của ông, tôi hiểu được, đến đây đã có thể dừng lại được rồi. Tôi trả lời rằng, dẫu có lên trời xuống đất, tôi cũng phải đi theo ngài làm sao có thể dừng bước ở đây được. Ông ấy lại tức giận mắng xối xả, rồi nhanh nhẹn bước lên cây cầu khỉ muốn đi sang bên kia. Tôi ra dạ sức nắm lấy vặt áo của ông, muốn cùng ông đi qua. Vị chân nhân dùng sức đẩy tôi ra, không ngờ tôi sẩy chân rơi xuống vực. Tôi kêu lớn xoay mình lại, nhảy vọt một cái đá lên đến đỉnh của ngọn núi đối diện. Quay đầu nhìn xuống, nhìn thấy thân thể của mình nằm bất động dưới khe. Thế là biết bản thân mình đã thay ra đổi thịt. Lúc này vị chân nhân cũng không thấy nữa, trong khoảnh khắc xuyên sơn đại địa, đời đời kiếp kiếp luân hồi hết thảy đều triển hiện rõ ràng ngay trước mắt. Loại cảm giác này khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Lúc này trời đã sáng, nhớ được ngọn núi mà mình đi vào chính là Hoàng Sơn. Từ đó về sau, tôi thân nhẹ như bay, mặc sức đi lại trên không. Hôm nay có thể gặp lại cậu, cũng được coi là kỳ ngộ rồi. Sau khi nghe xong, vị thư sinh này biết ông lão đã thành tiên, khóc lóc bái lại cầu xin ông hãy cứu độ mình ông lão bán bánh nói bây giờ vẫn còn chưa phải lúc cậu trong trường danh lợi có thể làm đến quan nhị phẩm chỉ là hai chữ thao tiến nóng này mong được thăng chức không được phạm hai chữ dũng thoái dũng cảm lui về không được quên hãy nhớ kỹ nhớ kỹ xin cáo biệt từ đây vậy nói xong liền nhảy xuống sông đi lại trên mặt nước như đi trên đất bằng vậy trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa chỉ còn lại lòng sông trắng xóa nhìn không thấy bờ vị thư sinh thẫn thờ một hồi nhìn sông than thở lặng lẽ trở về thuyền mấy ngày sau đó vẫn còn nghĩ đến ông lão ông lão bán bánh có thể thành tiên trước hết là ông có tâm cầu đạo một lòng hướng đạo khi vị chân nhân ngủ ông quỳ ở đó chờ đợi hơn nữa bất kể bị mắng chửi lăng nhục như thế nào ông cũng chính là muốn đi theo vị chân nhân tấm lòng cung kính trước sau không hề thay đổi khi ông đối mặt với nguy hiểm cũng không hề có một chút tâm sợ hãi hay hối hận đây tuyệt đối không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Câu chuyện thứ 8, người ta sống như thể mình không bao giờ chết, rồi cuối cùng chết đi như thể mình chưa từng sống. Thời Đức Phật tại thế, có một vị quốc vương tên là Đa Vị Tà. Bỗng một ngày vua phát thiện tâm muốn bố thí rất nhiều, bao nhiêu của báu chất đầy như núi, giao rằng hễ ai đến xin đều cho bốc đi một nắm. Người người đến xin đã dài ngày mà núi báu vẫn chưa suy xuyền đức phật biết quốc vương có nhiều phước duyên về trước có thể hóa độ liền hóa làm một vị phạm trí đến thăm vua rất mừng rỡ làm lễ xong hỏi rằng ngài muốn cần dùng gì xin cho tôi biết tôi vui lòng cúng dường vị phạm trí đáp tôi từ xa đến đây cốt xin nhà vua ngọc báu để đổi lấy vật liệu làm nhà ở vua đáp tôi rất vui lòng xin ngài bốc lấy một nắm vị phạm trí bốc một nắm đi bảy bước trở lại trả chỗ cũ vua hỏi cớ sao ngài không lấy? Với số báu ấy thật đủ làm nhà, nhưng khốn cho tôi về sau còn phải cưới vợ nữa, thì không đủ dùng, nên tôi không lấy. Thôi, ngài lấy thêm ba nắm. Vị phạm chí bốc ba nắm, đi bảy bước trở lại trả chỗ cũ. Sao ngài lại thế? Với số báu vật ấy thật đủ cả cưới vợ, nhưng lấy gì sắm ruộng đất, đầy tớ, trâu ngựa, tôi tính không đủ, nên thôi là hơn. Thôi, ngài lấy thêm bảy nắm vị phạm trí lấy xong đi bảy bước lại trở lại trả chỗ cũ cớ gì ngài vẫn chưa vừa ý nếu tôi có con cái phải lo cưới gà sắm sửa lại còn việc nhà đám kỵ giao tiếp thân bằng tôi tính vẫn cứ thiếu nên không lấy tôi vui lòng cúng tất cả ngài lấy về dùng cho đủ vị phạm trí bước lên núi báu rồi trở xuống không nhận nhà vua thấy rất quái lạ thưa rằng ý ngài thế nào tôi thật không hiểu bản ý tôi đến xin ngài để mưu cầu sự sống. Xong tôi xét lại mạng con người sống chẳng bao lâu, muôn vật cũng không thường hằng, sáng còn tối mất, khó giữ lâu bền. Dầu tôi được cả núi báu, vị tất đã lợi ích hoàn toàn cho bản thân. Lo toàn tham muốn bao nhiêu, luống công nhọc nhằn bấy nhiêu, chẳng bằng dứt bỏ dục vọng, cầu đạo giải thoát, rèn luyện các đức tính tốt cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, đều hướng về mục đích từ bi, trí tuệ là hơn, nên tôi không lấy khi đó nhà vua tỉnh ngộ, tâm ý sáng suốt cầu được nghe Pháp. Thuyết Pháp xong, Đức Phật hiện Phật thân phóng hào quang sáng rực rỡ, vua và quần thần vui mừng hớn hở xin thọ ngũ giới, chứng quả tu đà hoàn. Có câu, người ta thường sống như thể mình không bao giờ chết, và cuối cùng thì chết đi như thể mình chưa từng sống. Bao đời nay, dẫu triều đại đổi thay, ở Đông hay Tây, thì một đời người vẫn không ngoài mấy việc, thành ra lập nghiệp, sinh con đẻ cái, tích cóp làm giàu, người ta thường nhọc nhằn chạy theo những ham muốn này mà ít ai tự hỏi ý nghĩa cuộc đời mình rốt cuộc là gì một người tu đạo xưa từng có thơ rằng cầu danh tham lợi khắp thế gian chẳng như lão nạp đạo nhân gian gà được cho ăn nổi đã sủi nhạn đồng không thóc vẫn an nhàn phú quý trăm năm đâu giữ nổi lẽ đạo luân hồi vẫn tuần hoàn khuyên người sớm kiếm đường tu luyện đánh mất thân người vạn kiếp nan nhà cửa công danh thân bằng quyến thuộc, thầy đều không theo bạn xuống mồ. Ý nghĩa cuộc đời là gì? Bạn đã có câu trả lời cho mình chưa? Câu chuyện thứ 9, lòng tham còn nguy hại hơn thuốc độc. Thời Đức Phật còn tại thế, một hôm ngài cùng tôn giả Anan -an đi du hóa tại một vùng quê. Đức Phật đang đi trên đường, bỗng ngài bước đi lên bờ cỏ. Anan -an ngạc nhiên, vì Đức Thế Tôn thường ngày không bao giờ dẫm chân trên cỏ non, bèn bạch Phật rằng. Bạch Thế Tôn, vì sao thế Tôn không đi trên đường mà lại tránh đi trên cỏ? Này A Nan, phía trước có kẻ giặc, sau ta có ba Phạm Chí đang đi, họ sẽ gặp giặc đó. Ba người Phạm Chí đang đi bỗng thấy bên đường có một gói vàng bèn dừng lại lấy bỏ túi. Khi được của, ba anh mới bản tính, rồi bảo một người đến chợ mua đồ về ăn uống no say, khao nhau một bữa. Anh đi chợ vừa đi vừa nghĩ, gói vàng ấy nếu chia cho hai người kia thì phần của ta sẽ ít đi chi bằng nhân lúc này ta cho thuốc độc vào đồ ăn để giết cả hai người kia vậy thì số vàng đó do ta hưởng chọn nghĩ thế anh liền thực hành ngay ý định trong khi đó hai người ở lại cũng cùng nhau bàn tính nếu chúng ta chia cho người kia thì số vàng sẽ bị ít đi chi bằng đợi nó về rồi cả hai cùng ra giết quách là xong nghĩ vậy hai người cùng núp vào chỗ kín chờ người kia đi chợ mua đồ ăn về liền nhảy ra giết chết giết xong hai người đem đồ ăn ra ăn uống nó say thỏa mãn, nhưng khi ăn xong thuốc độc thấm vào người, liền lăn đùng ra đất chết hết. Đức Phật bảo A Nan, cả ba người vì lòng tham nên sinh ác tâm để rồi cùng giết hại lẫn nhau, kẻ ngu si thật đáng thương. Câu chuyện thứ 10, bậc La Hán cười loại người nào? Câu trả lời khiến vị tuần phủ phải cúi mặt. Xưa này, các bậc chân tu đều coi công danh lợi lộc như gió thoảng mây trôi, đối với hết thảy những được mất nơi thế gian đều coi rất nhẹ, trái ngược hẳn với người thường luôn coi tiền tài địa vị là mục tiêu để nỗ lực, thậm chí cả đời dẫn thân vì nó. Triều đại nhà Thanh có một triết học gia, sử gia, văn học gia tên Tất Nguyên, 1731-1797, tên tự là Tương Hành, hiệu là Linh Nham Sơn Nhân, nguyên quán ở trấn Dương, tỉnh Giang Tô. Năm Càn Long thứ 26, 1760, ông thi đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức binh bộ thượng thư, tổng đốc Hồ Quảng. Tất Nguyên thông thuộc kinh sử và có kiến thức sâu rộng về nhiều ngành khoa học. Ông cũng là người biên soạn gia tục tư trị thông giám được sánh ngang với tư trị thông giám của Tư Mã Quang thời Tống. Năm Càn Long thứ 38, năm 1773, Tất Nguyên đảm nhận chức tuần phủ thiểm Tây. Trong lúc đi nhậm chức có ngang qua một một ngôi miếu cổ, ông liền đi vào trong miếu nghỉ ngơi. Khi đó có một vị hòa thượng đang ngồi ở trong Phật Điện Niệm Kinh, dù có người báo rằng tuần phủ đại nhân đã đến, nhưng lão hòa thượng vẫn không đứng dậy, không mở miệng, chỉ lo niệm kinh. Lúc đó tất nguyên mới hơn 40 tuổi đã nổi danh khắp thiên hạ, trong tâm không tránh được tự mãn. Ông ta thấy thái độ của lão hòa thượng như vậy, thì trong lòng cảm thấy rất không vui. Sau khi lão hòa thượng niệm kinh xong, mời rời chỗ ngồi, chắp tay thi lễ nói, lão nạp vừa rồi niệm kinh vẫn chưa xong, nên không kịp tiếp đãi, mong đại nhân thứ tội. Tất nguyên nói, Phật già có tam bảo, Lão pháp sư chính là một trong tam bảo đó, đâu có gì là thất lễ chứ." Nói đoạn liền ngồi xuống, lão hòa thượng cũng ngồi bên cạnh. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tất Nguyên hỏi, "Lão pháp sư tụng kinh gì vậy?" Lão hòa thượng nói, "Kinh Pháp Hoa." Tất Nguyên nói, "Lão pháp sư một lòng hướng Phật, gạt bỏ chuyện thế tục, tụng kinh không ngừng, có lẽ quyển kinh Pháp Hoa này đã thuộc nằm lòng, vậy không biết trong đó có bao nhiêu câu A Di Đà Phật vậy?" Lão hòa thượng nghe xong, biết rõ trong tâm tất nguyên có bất mãn, cố ý làm khó. Ông không chút hoang mang, thong dong đáp, lão nạp tư chất đần độn, thường tụng trước quên sau. Đại nhân văn chương như sao sáng hạ phàm, một bộ tứ thư có lẽ cũng đã lầu lầu như cháo chảy, không biết trong đó có bao nhiêu câu khổng tử viết vậy. Tất nguyên nghe xong, bất giác cười to, đối với câu trả lời của lão hòa thượng thì vô cùng tán thưởng. Sau khi uống trà, Lão Hòa Thượng dẫn Tất Nguyên đi tham quan điện Bồ Tát khi đi tới trước tượng Phật Di Lặc, Tất Nguyên chỉ vào bụng của tượng Phật Di Lặc nói, ngài có biết bên trong này có gì không? Lão Hòa Thượng trả lời ngay, trong đó là một bụng kinh luân và những chuyện vui trong thiên hạ. Tất Nguyên không ngớt lời tán thưởng, thuận miệng hỏi Lão Hòa Thượng, Lão Pháp Sư tài năng xuất chúng như vậy, đường công danh sẽ rất rộng mở, tại sao lại phải buông bỏ hồng trần, quy y tam bảo. Lão Hòa Thượng đáp, phú quý nơi thế gian như mây khói thoảng qua, làm sao đem ra so sánh được với chốn Tịnh thổ nơi Tây Phương Cực Lạc chứ? Rồi hai người lại cùng nhau đi vào điện La Hán, trong này có đến 18 vị La Hán với các loại biểu cảm trông rất sống động. Tất Nguyên chỉ vào một vị La Hán đang mỉm cười, hỏi lão hòa thượng, ông ta đang cười gì vậy? Lão hòa thượng trả lời, ông ấy cười người trong thiên hạ. Tất Nguyên ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi, thiên hạ có người nào đáng cười chứ? Lão hòa thượng nói, kẻ cậy tài khinh người, rất đáng cười người tham luyến phú quý, đáng cười, kẻ ỷ thế khinh người, đáng cười, người luôn cúi cầu cạnh, đáng cười, kẻ tự cho mình là thông minh, đáng cười. Tất Nguyên càng nghe càng cảm thấy khó chịu, vội vàng ngắt lời, nói, lời của lão pháp sư như cảnh tỉnh kẻ phàm phu này, hạ quan xin lĩnh giáo. Tất Nguyên nói xong, vái chào lão hòa thượng rồi dẫn đám thủ hạ rời khỏi ngôi miếu cổ. Con người rất hay dễ bị những thứ lợi ích thành tựu trước mắt che mở lý tính và nhận thức, càng chìm đắm và trốn lợi danh, vào ái tình, tiền bạc thì trí huệ của người ta càng mở dần, không thể hiển lộ. Họ sẽ càng mê mờ, không còn nhận ra ý nghĩa đích thực của sinh mệnh mình nữa. Trước cửa nhiều ngôi chùa đều có câu, tiếng chuông sáng chiều đánh thức người đắm chìm trong danh lợi thế gian. Trong cõi hồng trần này, hết thảy phồn hoa, phú quý suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Người với người lui tới gặp nhau phần lớn cũng là khách qua đường xa hoa hưởng lạc bất quá cũng chỉ là ở trong quán trọ trần gian một kiếp này thôi thế nhưng người đời lại cứ mê đắm vào thế gian trần tục này ôm giữ hết thảy mọi thứ mà không buông bỏ đối với những bậc thánh nhân những người đã giác ngộ đều nhìn thấy được thế gian vốn là cõi mộng vậy nên họ siêu thoát khỏi hết thảy những ràng buộc của con người tránh xa những hơn thua được mất tĩnh lặng nhìn thế nhân hụp lặn trong ảo mộng nếu một người có thể xem nhẹ danh lợi tiền tài sẽ tự khắc có được bình yên thanh thản tự khắc tìm thấy miền cực lạc ngay trong chính tâm hồn mình. Nếu có thể nhìn thấu hết thảy danh lợi trong đời chỉ như mây khói, liệu còn điều gì có thể khiến ta phải tranh đấu, hơn thua đây? Tới khi đó, có lẽ ta sẽ lĩnh ngộ được điều gì mới thực sự quan trọng đối với sinh mệnh của mỗi chúng ta. Câu chuyện thứ 11, chúng sinh mê muội độc ác, đấng giác ngộ từ bi nhẫn chịu. Mùa đông đã tản, khí trời dần dần ấm áp. Dưới ánh sánh bình minh, muôn cánh hoa đang vươn mình phô sắc trong thành Ba La Nại, tịnh xá Trúc Lâm kiến trúc trên một cánh đồi rộng rãi, cây cối um tùm tĩnh mịch dần dần hiện rõ trong đám sương mù. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đang an tỏa trong tịnh xá Trúc Lâm, dùng đạo nhãn thấy dân chúng ở nước Zona Bajanta đang chịu nhiều điều thống khổ dưới quyền thống trị của nhà cầm quyền kê hoa đà người bà La Môn Giáo. Người ấy đã dùng thế lực sẵn có trong tay, ép buộc dân chúng phải tôn thờ Phạm Thiên và ngược đãi bắt bớ những người chống đối lại trước hành động bạo ác và bất công ấy đức thế tôn thương xót cho kê hoa đà là một nhà trí thức mà hiện tại không có người hướng dẫn sáng suốt tương lai không tránh khỏi ác báo trong ba đường bấy giờ đức thế tôn thấy trong hàng đệ tử chỉ có tôn giả phú lâu na là người có thiện duyên với kê hoa đà và dân chúng xưa ấy nên sai đến đó để giáo hóa đức thế tôn biết rằng trên con đường truyền bá chính pháp dẫn dắt người trở về con đường thiện lành tôn giả phú lâu na sẽ gặp nhiều trở ngại thử thách Biết vậy, nên Đức Thế Tôn gọi Tôn Giả Phú Lâu Na đến dạy rằng, Dân xứ ấy và kêu hoa đà độc ác lắm, ta sợ người không đủ can đảm để chịu đựng. Bạch Thế Tôn, con nguyện đem hết năng lực để làm tròn sứ mạng. Nếu đến đó bị chửi mắng, thì người nghĩ sao? Tôn Giả Phú Lâu Na đáp lời Phật, Con nghĩ, những lời chửi mắng kia cũng như những tặng phẩm. Nếu họ đem đến tặng cho con, con không nhận, họ sẽ mang về. Và con nghĩ rằng, những người ấy còn hiền tử lắm vì họ chỉ chửi mắng mà không nhấn con xuống nước nếu họ đem nhấn ngươi xuống nước còn nghĩ rằng họ là những người tối giả và chỉ nhấn xuống nước mà không lấy đá ném vào đầu con nếu họ dùng đá ném vào đầu ngươi còn nghĩ rằng họ rất tốt vì chỉ lấy đá ném vào đầu mà không dùng gậy đập con nếu họ dùng gậy đập ngươi còn nghĩ rằng họ rất hiền tử vì chỉ dùng gậy đập mà không giam cầm ngăn cản bước đường truyền đạo của con nếu họ giam cầm ngươi còn nghĩ rằng những người ấy rất tử tế vì họ giúp con có thời gian tịnh dưỡng tinh thần để nung luyện thêm ý chí mà không dùng gươm đâm chém con nếu họ lấy gươm đâm chém ngươi còn nghĩ rằng họ rất tốt bụng vì chỉ đâm chém mà không giết chết con nếu họ giết chết ngươi bạch thế tôn còn rất vui mừng vì những người kia đã dùng tâm tử bi giúp cho con sớm thoát khỏi tấm thân giả tạm đau khổ này để chóng thành quả vị vô thượng giác Đức Thế Tôn dạy, hay thay, hay thay, Phú Lâu Na người đã có một ý chí mạnh mẽ, người đã biết khinh thường thân mạng để phụng sự chân lý. Người thật là một người đệ tử trung kiên của ta, đáng thay ta đến xứ ấy truyền bá chánh pháp, hướng mọi người trở về con đường sáng đầy an lạc và giải thoát. Tôn giả Phú Lâu Na đảnh lễ, vâng lời Phật dạy rồi tử giã lên đường sang xứ Zona ta Trải qua thời gian đằng đẵng, có biết bao nhiêu đấng giác ngộ đã giáng hạ phàm gian để cứu độ chúng sinh khỏi biển khổ, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của phương Đông đến Đức Chúa Giêsu của phương Tây. Ấy thế, nhưng chúng sinh mê muội không nhận ra các ngài, không ít lần chính pháp chính đạo bị coi là tà giáo, nhiều đấng giác ngộ phải chịu nhận bức hại. Chúa Giêsu đổ máu trên cây thập tự giá mà vẫn xót thương cho những người do thái đã bức tử mình, vì ngài biết họ sẽ phải hoàn trả tội lỗi một cách thống khổ. Chỉ tới khi vật đổi sao rời, bức màn sự thật được vén tỏ thì thế nhân mới bàng hoàng nhận ra tấm lòng từ bi vô lượng vô biên của thân phật các bậc giác ngộ không có tâm oán hận chỉ thương xót con người từ bi với con người không tiếc xả bỏ thân mạng để cứu độ con người nhưng quy luật thiện ác báo ứng thì nghiêm cẩn vô tình con người trong mê lạc gây ra tội lỗi gì đều phải tự mình gánh chịu quả báo rơi rớt xuống cói trần gian con người bị đôi mắt thịt che lấp nên khó nhìn ra chân tướng lại bị các chủng các loại dục vọng mê hoặc dẫn dắt cơ duyên tìm thấy con đường giải thoát thật quá mong manh. khi một đấng giác ngộ dáng lâm thường là khi đạo đức nhân tâm đã suy đổi. liệu khi ấy bạn có đủ tỉnh táo để nhận ra ngài? nếu bạn còn mải mê tìm kiếm danh lợi thì cơ duyên quý báu sẽ trôi qua. còn nếu bạn vô chi vô giác tiếp nhận lời lẽ tà, phỉ báng đấng giác ngộ, bức hại ngài và đệ tử của ngài thì sẽ không sao rửa sạch tội lỗi để có thể nhận rõ đúng sai, phân biệt chính tà, từ đó chọn cho mình tương lai tươi sáng bạn hãy giữ cho mình tâm địa thiện lương nhé. Câu chuyện thứ 12, khi rác giả hạ thế, vì sao chúng ta không thể nhận ra ngài? Từ xưa đến nay, biết bao vị giác giả đã giáng hạ xuống nhân gian, nhưng đường truyền pháp gian nan, cứu người sao khó nhọc. Chuyện kể rằng, nhiều ngàn năm về trước, nơi ấy từng là một vương quốc xinh đẹp, chủ phú, nơi khởi phát của một nền văn minh rực rỡ huy hoàng. Các thánh điển cổ xưa còn ghi chép lại, từ trước khi Đức Phật Thích Ca Đàn sinh, thì thần phật đã từng giáng hạ xuống nơi này những vị phật vị thần rất cổ và rất xưa ấy cũng thuyết pháp độ nhân và người tu hành khi ấy được gọi là các bà la môn cao quý người ta tin rằng các bà la môn là gần với thần phật nhất vì vậy mà tôn quý và luôn được cúng dường người người gặp họ đều lui bước nhường đường quý tộc gặp họ đều chắp tay kính cẩn ngay cả những hàng quý phái như vua chúa hay vương gia khi gặp họ cũng đều tự coi mình là thấp hơn một bậc nhưng trải qua thời gian đằng đẵng tầng lớp bà la môn từ những vị hành giả tu luyện nơi non cao rừng vắng hay từ những bậc chân tu chỉ chuyên tâm khổ hạnh tu hành nay lại trở nên kiêu căng ngạo mạn họ tự nhận mình là cao thượng là đứng trên muôn vạn người xứng đáng được hưởng cuộc đời sung sướng nhất họ khinh thường những người nghèo khổ gọi đó là hạng tiện dân thấp hèn thay vì chân chính tu hành họ bắt đầu sát sinh cúng tế dùng máu huyết của động vật để làm lễ tế thần coi việc cúng bái là con đường tu luyện giữa lúc ấy bỗng xuất hiện một sa môn vô danh làm đảo lộn mọi lễ nghi phá vỡ mọi quy tắc nghiêm trọng nhất là vị sa môn ấy đã thu hút rất nhiều người đến nghe thuyết pháp vì vậy đã đe dọa quyền thống trị của các bà la môn tầng lớp mà suốt ngàn năm qua vẫn được tôn vinh là cao quý tột đỉnh quyền uy tột đỉnh vị sa môn vô danh này từ chối tu khổ hạnh thuyết giảng rằng chúng sinh là bình đẳng rằng không phải mang dòng dõi bà la môn mới là người cao quý mà bất kỳ ai cũng trở nên cao quý khi họ giữ gìn phẩm hạnh của mình. Họ trở nên đố kỵ, hư. Kinh vệ đà đã truyền thừa cả ngàn năm qua, vậy mà kẻ vô danh này lại dám dùng lời nói của mình để giáo hóa dân chúng, khiến các đệ tử bà La Môn tin theo lời hắn, lại còn gọi hắn là Như Lai, là Phật Thích Ca. Chúng ta tế lễ là để tôn kính thần linh, vậy mà kẻ vô danh này dám phản đối sao? Đã không cúng bái, không lễ thần, lại còn dùng lời nói xuông để mê hoặc lòng người. Và thế là, các tu sĩ Bà La Môn bắt đầu thù hận Đức Phật Thích Ca, họ buông lời phỉ báng, khiến dân chúng xa lánh các tăng ni Phật tử, coi Phật pháp của Đức Thích Ca là tà giáo, lại gọi ngài là kẻ dụ dỗ người ta vào con đường hủy diệt. Rất nhiều đệ tử của Phật Thích Ca sau đó cũng bị Bà La Môn bức hại. Họ bị bắt, bị buộc phải từ bỏ tín ngưỡng, có người bị bắn bằng cung tên, lại có người bị lửa thiêu đốt. Lại kể rằng, nhiều ngàn năm về trước, rất rất lâu trước khi Chúa Giêsu giáng thế, người Do Thái đã có kinh thánh. Họ tin vào một đấng tối cao và gọi Ngài là Thiên Chúa. Tín ngưỡng về Đức Chúa Trời của người Do Thái được ghi chép trong ngũ thư Moses, còn gọi là kinh thánh cựu ước. Do Thái giáo đã trải qua những trang lịch sử huy hoàng, từ giao ước linh thiêng giữa Thiên Chúa và tổ phụ Abraham, tới mặc khải của Thiên Chúa, cho đến những thách tích và rất nhiều phép lạ khi Mô-xịt dẫn đoàn người băng qua Hồng Hải, đi tìm miền đất hứa, trong suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử tín ngưỡng và thiên chúa đã trở thành niềm tin bất diệt của dân tộc do thái nhưng bất kỳ một tôn giáo nào dẫu toàn thịnh đến đâu cuối cùng cũng đi vào suy bại không phải vì tôn giáo biến thành tà mà là vì lòng người thay đổi pháp mặt không phải vì pháp ấy không thể độ nhân mà là con người không còn tuân theo lời dạy của thánh nhân nữa bản thân moses cũng từng dự ngôn về thời suy bại của do thái giáo trong sách đệ nhị luật của kinh cựu ước ngài nói ta biết rằng sau khi ta chết rồi các ngươi ắt sẽ bại hoại hoàn toàn xa rời khỏi lời mà ta căn dặn và ngày ấy cuối cùng cũng đến đền thờ vốn là nơi linh thiêng nhưng nay lại trở thành chuồng nuôi gia súc làm vật tế lễ nơi con buôn mua bán và đổi trác những đồng xe cồn các tín đồ đến nhà nguyện không phải để kính ngưỡng thiên chúa mà là để chất cho đầy túi tham tiền tài vật chất để thỏa mãn hư danh và dục vọng của mình giữa lúc ấy một người đàn ông tự xưng là jesus thành nazareth xuất hiện ngài đã cùng các môn đồ đi khắp xứ galilea để giảng dạy về đức tin về lòng khoan dung tha thứ về tình yêu thương và lòng bác ái ngài có thể thi triển nhiều phép lạ mà các thầy thượng tế do thái giáo không thể làm được như chữa bệnh đuổi tà ma hay giúp người chết sống lại trong khi dân chúng ca ngợi jesus là con của thiên chúa thì giới lãnh đạo do thái lại xem ngài là mối đe dọa cho quyền lực của mình và thế là vì lời xúi dục của viên thượng tế Joseph Caiaphas, quân lính La Mã đã vây bắt Chúa Giêsu theo lệnh của tòa công luận. Lúc ấy tổng chấn la tô cho rằng Đức Giêsu vô tội và đã nhiều lần muốn phóng thích ngài, nhưng do Thái giáo phẫn nộ và các thượng tế kiên quyết đòi phải đóng đinh Giêsu lên thập tự giá, họ trở nên náo loạn nếu như Giêsu không bị xử tử hình. Phúc âm Matthew kinh tân ước ghi rằng tổng chấn Philato tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói, ta vô can trong vụ đổ máu này, mặc các người liệu lấy. Đám đông đáp lại, máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi, giống như phép tắc mắt đền mắt, răng đền răng trong cựu ước. Lời thề này cuối cùng đã ứng nghiệm, trở thành cơn ác mộng mà người Do Thái không thoát được suốt gần 2.000 năm. Làm thế nào để nhìn ra chân tướng, phân định chính tà? Bất cứ một giáo pháp chân chính nào cũng đều truyền cho thế nhân đúng vào thời mạt Pháp. Mặt Pháp không phải nói về pháp lý của giác giả, mà là nói rằng nhân tâm bại hoại, đạo đức suy đổi, con người chỉ duy trì cái vỏ tôn giáo, mà không còn chân chính tu hành. Bởi vì chiếc áo không làm nên thầy tu, nếu miệng tụng kinh văn mà trong tâm vẫn còn ham muốn tiền tài, mê đắm hưởng lạc thú trần gian, thì thử hỏi tụng niệm ấy còn có ích chi. Thời kỳ mạt Pháp, người tu hành chỉ hành mà không tu nên không thể đắc độ, nhưng giác giả là từ bi, nên mới hạ thế truyền tâm Pháp cho con người từ xưa đến nay, biết bao vị giác giả đã giáng hạ xuống nhân gian. Nhưng đường truyền pháp gian nan, cứu người sao khó nhọc, giác giả hạ thế độ nhân nhưng lại bị chính con người phỉ báng, bị chính con người đàn áp và bức hại. Những bi kịch lịch sử từ hơn 2.000 năm trước ấy cũng chính là lời nhắc nhở cho nhân loại ngày nay. Đương thời Phật Thích Ca xuất hiện đã khiến bà La Môn giáo nổi giận. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu cũng làm do Thái giáo chấn động. Nhưng thời gian trôi qua, thích giáo trải 2.500 năm mà thịnh hành trên thế gian. Cơ đốc giáo sau khi trải qua cuộc bức hại đức tin tàn khốc, cũng trở thành tôn giáo trụ cột trong thế giới Tây Phương. Nếu quay trở lại những ngày đầu sơ khai ấy, chẳng phải bất cứ chính pháp, chính đạo nào cũng từng trải qua cuộc thử thách tàn khốc, bị người đời chế giễu, thậm chí còn bị coi là phản loạn, là tà đó sao? Khi ấy, có mấy ai dũng cảm đứng lên bảo vệ chân lý, ai dám lên tiếng nói lời công đạo, ai sẵn sàng bênh vực các thánh giả, thánh đồ, Ngày hôm nay, trong thời đại lịch sử vô cùng đặc biệt này, người ta nói nhiều đến thời mạt Pháp. Có người khăng khăng nói rằng, đã là Pháp của Phật, sao có thể mạt được? Nhưng chẳng phải Đức Phật Thích Ca cũng từng giảng rằng, Phật giáo của Ngài sẽ trải qua ba giai đoạn, thời kỳ chính Pháp, 500 năm Phật giáo thuần chính, thời kỳ tướng Pháp, 1.000 năm, Phật giáo bị rối không thuần, nhưng vẫn có Pháp, có Phật tướng ở đó, vẫn có thể tu hành độ nhân, và sau cùng đi vào thời kỳ mặt Pháp, Phật giáo bị làm loạn, không thể độ nhân được nữa. Ngài cũng tiên tri về Đức Di Lặc giáng thế, phải chăng Đức Di Lặc cũng lựa chọn thời điểm mạt pháp để phổ độ chúng sinh? Nhưng lịch sử tựa như chiếc bánh xe quay vòng, những gì đã qua không khỏi khiến chúng ta chăn trở. Nếu như ngày ấy đến, Phật Di Lặc hạ sanh và truyền ra tâm pháp, thì chúng ta, những người trần mắt thịt, có mắc lại sai lầm trong quá khứ hay không? Con người sẽ vui mừng đón nhận giáo pháp của Ngài, hay quay lưng phỉ báng coi đó là tà giáo và rồi bức hại các pháp đồ. Trong thời đại mà chính ngụy bất phân, vàng thau lẫn lộn, để có thể nhìn ra đâu là chính, đâu là tà, có lẽ chỉ có thể dùng tâm, giáo pháp ấy có thể quy chính nhân tâm, giúp người hướng thiện, thăng hoa đạo đức, để cao cảnh giới hay không? Chắc hẳn mỗi chúng ta đều có một ngọn đèn trong tâm để suy xét cho riêng mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe hết video của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn một đời bình an và hạnh phúc còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo